lái xe mà giơ hai tay, nhưng mà không sao nha mọi người. Chỉ nghe là đã đi trong một cái khu yên tĩnh rồi, chứ không phải đi ngoài đường lộ nên không sao. Rất là vui khi mà kênh Thúy Nga Channel của Thúy Nga mới vừa thành lập thôi. Chưa được bao nhiêu lâu thì cái lượng người theo subscribe kênh rất là đông nha. Mà lại được khán giả yêu mến comment rất là nhiều. Và những clip mà video Nga chia sẻ là hầu như video nào cũng được mấy trăm ngàn view. Nga cảm thấy là mình rất là vui khi mà mình trong tay mình hiện tại có luôn ba kênh là Thúy Nga Entertainment, Thúy Nga Official. Mà đến khi mà Nga mở luôn cái kênh mà Thúy Nga Channel mà mọi người vẫn subscribe và ủng hộ rất là đông, thì đó là một cái niềm vinh hạnh của Nga. Mọi người biết không? Biết hôm nay là ở Mỹ á, là vào mùa lạnh rồi, trời thì nắng vậy thôi, nhưng mà thật sự ra là khí hậu hơi lạnh nên lúc nào Nga cũng đi đâu phải mặc áo ấm. Và hiện tại là cả nhà biết Nga đang đi đâu không? Nga đến nhà của nữ ca sĩ Ngọc Anh, Thúy Nga Paris by Night đó mọi người. Có ai đã coi ca sĩ Ngọc Anh hát cái bài giết người đi, giết người đi, giết người xong rồi sẽ đi tù, giết người đi, giết người đi, giết người xong rồi sẽ đi tù. Này là Nga giỡn thôi chứ Nga không Nga hát đúng mất công mà bị phạm bản quyền nên thôi mình phải chế lời ra mình hát vậy. Hiện tại là Nga đang đi qua nhà Ngọc Anh, trời ơi đi mà lo hoang mang quá, bị lạc đường mọi người. Đến nhà Ngọc Anh hôm nay có điều gì mọi người biết không? Ngọc Anh mới thành lập cái kênh YouTube Ngọc Anh Studio. Là trên cái kênh đó là Ngọc ca sĩ Ngọc Anh chuyên chia sẻ về kinh nghiệm và dạy hát. Những cái người nào mà mê ca nhạc, mê hát mà lại không có khả năng đi học hay không có thời gian đi học đó, thì Nga nghĩ nên lên cái kênh của Ngọc Anh Studio nha. Là sẽ coi là biết học hát là như thế nào, mình muốn hát hay là như thế nào. Nga thì được Ngọc Anh mời qua để làm một cái thí nghiệm đơn giản là mượn Nga ra là Nga có cái giọng nói khỏe, là để coi thử là với cái giọng nói này thì Nga có hát được hay không hay là như thế nào. Đó, bây giờ đang tới nhà Ngọc Anh rồi. Oh, wow, tới đây. Vô tới nơi rồi mà lòng tòm lèo vèo. Đến nhà ca sĩ Ngọc Anh cả trăm lần rồi đó mà lần nào Nga cũng bị lạc đường mọi người. Lạc đường lạc lối là cái bệnh của tôi đó. Trước nhà Ngọc Anh có cái cây điệp nè. Mùa này nó có hoa. Ngay đến nhà Ngọc Anh mà để Ngọc Anh mượn Nga ra làm học trò. Và Nga sẽ khám phá coi nhà Ngọc Anh có những cái gì ở trong này ha. Tới rồi. Đây mọi người ơi, đã tới nhà của nữ ca sĩ Ngọc Anh giết người trong mộng rồi. Đây, Nga đứng trước cửa nhà của ca sĩ Ngọc Anh nha mọi người. Đó, Ngọc Anh có cái nhà rất là xinh xắn và dễ thương. Và ngay giữa thành phố Fountain Valley đó, thành phố rất là giá trị, giống như ở Sài Gòn mà ở quận nhất vậy đó mọi người. Thành phố này rất là mắc tiền, nhà mắc lắm, và những ngôi nhà ở đây thì gần những trường học rất là tốt cho trẻ con. Và trước mặt của nhà của anh thì có một cái đặc trưng là có cái cây điệp này nè. Cây điệp này thì là vào cái mùa nó sẽ ra hoa rất là nhiều. Hôm nay Ngọc Anh có làm thêm cái hàng rào che chắn, không biết là chắc sợ chó chạy rong ra đường sao nên làm hàng rào. Một hôm thì không có cái hàng rào này đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vô nhà của anh coi là cô ấy có trong nhà hay không nha. Và hôm nay có cái view ở trước nè, một cái chỗ tập thể dục nữa kìa, cái cưng không? Không biết sáng bà có ra đây tập không. Ngọc Anh thì mê exercise đó mọi người. Tại vì là cô này cô có cái body rất là đẹp nên là cô siêng năng tập thể dục với yoga đồ các kiểu lắm. Trước khi mình vô nhà mình lang mang chút xíu đi rồi mình mới vô trong. Wow, còn cái gì nữa đây? Wow, đây là một cái đặc trưng của nước Mỹ là trước nhà Ngọc Anh có một cái lá cờ Mỹ và có một cái chậu hoa rất là xinh xắn. Và bây giờ Thúy Nga sẽ bước vô nhà của anh nha. Ôi, cửa không đóng luôn mới ghê chứ. Hello. Wow. Ủa, nữ ca sĩ Ngọc Anh đâu mà có nữ ca sĩ nào xuất hiện ở đây đẹp lộng lẫy như cái bẫy vậy? Hai Ngọc Anh. Hello bà, welcome. Ủa sao tự nhiên bà thấy tôi mà bà không có thảng thốt gì hết trơn vậy? Hello bà.
Bà vẫn thấy nhà tôi kiểu đó bà không nhớ à? Bao nhiêu lần rồi bà cứ bà có đi cửa hậu cơ mà. Thấy mặt bà với tiếng bà trình hình ngay trước cửa nhà tôi, bà có bao giờ bà hẹn tôi đâu. Ủa bây giờ chương trình là tôi qua bà kêu tôi đi làm YouTube cho bà mà bà làm cái gì đây? Bây giờ tôi phải dạy học sinh đã. À vậy hả? Ồ cả nhà ơi, nghe xin giới thiệu là Ngọc Anh ngoài đi ca hát ra thì cô ấy rất là đam mê cái nghề gọi là truyền cái gọi là cái gì ta? Cô giáo dạy hát thì gọi là cái gì Ngọc Anh quên rồi. Giáo viên truyền kiến thức. À truyền kiến thức âm nhạc. Giảng viên âm nhạc đó. Giảng viên âm nhạc truyền kiến thức thanh nhạc. Khổ thân em qua Mỹ lâu ngày tiếng Anh thì chưa giỏi mà tiếng Việt quên bố nó luôn rồi. Tôi thì cảm không bị thế đấy, nói thật. Ừ, tự nhiên cũng nói. Đây là khán giả của Nga. Đúng rồi. Ôi chào 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 Bobby. Chào Bobby, Bobby là cục cưng của Ngọc Anh này. Ư ta ư ta. Ui ta nhờ. Nó ở bên cạnh tôi như vậy. Lúc mà dạy hát học sinh ở đâu thì nó ở đó. Đó. Nó cứ ngồi đó đó. Cứ gầm gừ hay cầm lúc mà làm YouTube ở dưới bàn kia thì nó cứ ngồi dưới bàn. Vậy hả? Nói chung là quanh lúc ở bên cái này là xin giới thiệu ai đây? Đây là Tiffany học sinh của Ngọc Anh. Trời ơi học sinh xinh nhỉ? Bây giờ là còn phải học hỏi học sinh là bây giờ phải làm đẹp. Đây là phải có nhu cầu làm đẹp. Chết cha học sinh chân dài nhỉ? Cái này là sạch nhận em. Ơi. Đây này, học này, đừng có cả sợ mí ra để học. Vậy làm ơn hát sơ sơ cho tôi xem, tôi xem nào sợt sợt nha. Mọi người mà muốn học hát ở Mỹ mà muốn hát hay thì cứ gặp Ngọc Anh nha cả nhà. Ca sĩ Ngọc Anh ngoài ca hát ra. Nếu mà không thì mọi người lên online học YouTube. Đúng rồi, tôi giới thiệu xong hết rồi. Chứ bây giờ nhiều khi mọi người ở xa làm sao mà tới được. May mà bạn này ở đây. Đúng rồi. Ơi, mà hai người học hát tự nhiên nên tôi vào trong nhà trong tôi ăn trực cái đây. Mới vừa nghe cái gì mà dạy hát mà phải giấu răng là gì? Ok. Răng khi hát bắt buộc là phải cái hàm răng trên. Khi hát mà giấu răng đi thì là coi như là âm thanh chui vào trong. À. Cái môi này nó giống như cái máy nhà ấy, nó giống như là nó phải được bắn ra, khí nó phải giống như gió xây nhà mình phải có cái cảm giác gió. Còn nếu mà trụm nó lại, môi nó trụm lại, răng nó chui vào thì khí nó nằm ở trong bên trong miệng, nó không được bật ra ngoài. Cái đấy nó đơn giản không? Đơn giản dễ. Quá đơn giản luôn, quá đơn giản luôn. Nó được relax và miệng răng lại phải như này. Dù là bài buồn, ok. Cái này là cái kiến thức rất là đắt giá nhá. Mà hôm nay tôi cho bà free đấy nha Nga. Hay. Thôi tôi nghe lén được cái phần này cũng quay lén luôn là mọi người hát là. Ôi nhưng mà có nhiều người hát là cái miệng phải mở ra chứ đúng không? Chứ làm sao mà không mở ra làm sao mà hát? Nhưng mà tất nhiên mình phải học cách để mở bao nhiêu phần trăm cho cái chữ gì, nốt gì. Đi sâu vào nữa. Nhưng mà cái cơ bản là mình phải hiểu được là răng là phải được mở như vậy. Hay. Không có trụm lại. Hay. Sóng lên liên tục nhỉ? Bà chủ vậy mà nó ngồi đi chen sao rồi nãy giờ hát hò tới đâu rồi? đâu đâu phải là được thằng vào hát ngay đâu. Đã khi mà học ấy là phải học từng bộ phận đã. Là học trò thì học được mấy bữa rồi? Dạ, buổi đầu tiên. À vậy hả? Buổi đầu tiên. Trời ơi, bà buổi đầu tiên mà lại lên kênh YouTube của Thúy Nga luôn thì thôi nói gì nữa. Là ca sĩ tương lai rồi. Sofa buổi đầu tiên ấy thì là phỏng vấn bạn đi từ nãy giờ mới. Sao cái cảm giác của bạn vô học thì bạn thấy là nhận ra được điều gì rồi? Nhận ra cảm nhận được điều gì? Dạ, cảm nhận hả? Em thấy cảm nhận được nhiều thứ lắm ạ. Tại vì bị cảm nhận được nhiều cái sai lắm chứ. Nhưng mà là cảm nhận được là những cái mà hiện tại vừa nãy mình nói chuyện thì em cảm thấy là cần phải học rất là nhiều thứ. Quan trọng nhất là thấy ra được cái sai. Việc đầu tiên là mình phải nhận ra được cái sai đó. Nhưng mà trước giờ là bạn là đã hát cái dòng nhạc nào chưa? Dạ không, em thì trước giờ em hát nhưng mà tại vì giọng của em thấp ấy cho nên là đi hát thì lại không dám hát nhiều bởi vì mình không hát hay. Nhưng có nghĩa là mình không có tự tin đến mức độ mình có thể hát được nhiều. Nhưng mà vẫn thích làm ca sĩ đúng không? Dạ không em. Bạn này là em không thành đạt lắm rồi. Bây giờ chỉ hát gọi là hát cho sướng cái bản thân mình đã. Dạ. Thích được hát giống như chẳng hạn như là đi hát. Ví dụ như mình mỗi lần mà bạn đi hát karaoke đó, người ta có khen bạn hát hay không? Nói chung là không có phải là hát hay nhưng mà không phải hát dở. Chị, giọng của em
nhưng mà cái chất giọng của cái cô này mắm ngọt ngọt à, nó hơi mỏng mỏng nữa cơ, nó không có cao được. À, là bao nhiêu ngày học đầu tiên luôn đó hả? Dạ. Trời ơi, mà hôm nay là Thúy Nga qua đây gặp Ngọc Anh thì lại gặp đúng bạn này là tên gì ta nãy quên cái gì? Tiffany. Tiffany mới nãy giới thiệu rồi mà tôi vô dòng nói chuyện với con cái ra quên mất tiêu luôn. Thôi nói chung là ngày đầu tiên đi học mà cũng là ngày đầu tiên vừa đi học cái là bị bà Nga bà sang bà quấy quả. Nhưng mà hên cái gặp ngay chúng học trò đẹp luôn. Xinh hơi xinh. Sao còn quay được ở cái xe đẹp nữa con? Ồ vậy hả? Ừ, cái xe đẹp. Ồ vậy hả? Thôi để tí nữa đi ra quay cái xe. Hèn gì lúc nãy lúc Nga đến Nga thấy một cái xe đẹp lắm. Nhưng mà là không biết xe ai, cứ tưởng xe của anh nào, bước vô mới biết là của nữ nhi nè, chỗ nữ nhi mà chạy xe sport dễ sợ luôn. Hai cửa đàng hoàng. Rồi thôi học tiếp đi. Cứ lâu lâu ra đi ra tán chút xíu vậy đó. Trời cái con chó này cưng quá ha. Ngọc Anh ngồi đâu là nó cứ ngồi kế bên vậy đó Ngọc Anh. Trời ơi, nó biết bà cưng nó đó. Ồ bởi vậy hả? Mỗi lần đi chơi là tôi toàn khóc nhớ nó không. Ủa vậy hả? Ủa nhưng mà tại sao mình lái xe mình không đưa nó đi theo? Đâu phải khách sạn nào hoặc là resort nào người ta cũng nhận nó đâu. À vậy hả? Hôm vừa rồi đi San Diego ở cái Marriott đó thì nó bảo là muốn có chó thì trả 100. Thì mỗi ngày á hả? Mỗi đêm trả thêm 100 đô cho chó. Ôi dồi ôi, mỗi đêm mà trả 100 đô thôi mẹ ở nhà đi chó ơi. Chứ tao thấy phí quá, thôi ở nhà đi con. Mẹ Ngọc Anh có khóc một tí thôi chứ ba cũng đỡ tiếc. Ba đi một tuần thì mà tốn mẹ 700 mà sau này nhớ được những chỗ nào nó cho chó đi thì mình nhớ đấy, thì sau này mình đi lại mình cho nó theo. Cái gì mà thương chó dễ sợ luôn. Thỉnh thoảng chị vẫn phải gọi trước khi check in thì phải gọi. Thôi học tiếp đi. Tôi làm phiền quá. Tôi có tưởng là được luyện thanh để tôi ra tôi quay luyện thanh, nhưng mà cuối cùng bây giờ mới ngày học ngày đầu là chưa có luyện thanh. Ví dụ ngày xưa mà Nga có đi học trường sân khấu là luyện thanh như này nè. Mia 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 ma ha ha ha. Có không? Mình thấy không? Thấy chưa? Thấy không? Thấy không? Người mà không học thế thấy không? Làm mà đứng một người kia kìa. Thế hả? Đúng. Bạn nó lên vậy là sai đúng không? Đấy, bởi vậy mới không làm ca sĩ đây. Mia 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 ma ha ha ha. Thôi học tiếp đi, phá quá. Trời ơi cô giáo dạy học trò xong bây giờ cô giáo mặc áo khoác đi đâu vậy? Bobby cần phải ra ngoài y tè, cứ mỗi 2 tiếng là y tè một lần. Ôi trời ơi, cô giáo vất vả quá. Vừa dạy học trò xong bây giờ lại vừa phải chăm chó nữa cơ. Cô giáo mà đẹp vậy đấy. Thì đó, nhưng mà học trò cũng đẹp nha. Học trò này hơi bị xinh tươi đó. Ủa bây giờ là tình hình là học trò là quyết định học với cô giáo lâu dài không? Dạ, chắc là cũng phải là... Vậy hả? Cũng phải 10 năm á. Vậy hả? Là theo cô giáo đó phải không? Đấy cả nhà ơi, nếu mà ai xem cái YouTube này mà biết Ngọc Anh dạy hát á, mà muốn học hát thì cứ đăng ký với Ngọc Anh. Còn không một thời gian nữa khi em tốt nghiệp rồi á là phải quay nhờ quay lại hát trên YouTube và chuẩn Thúy Nga thêm xem như nào. Tốt nghiệp rồi vẫn phải học nữa. Không biết là khi nào mới học hết được kinh nghiệm của chị Ngọc Anh. Không rồi. Cái kinh nghiệm chị đưa cho em là sau này em tự ở nhà em luyện được chứ không cần phải là cứ phải đến thầy. Ôi, xe thích đẹp chưa? Ôi người mẫu. Ôi đây xe đây hả? Xe đẹp luôn. Ôi giời ơi. Nữ hoàng xì bo này. Ồ sáng em đánh góp hả? Chút nữa. Ồ chút nữa em đánh góp, chút tối hả? Chút nữa chị đang đi tập trai mình bên thôi. Giờ lạnh rồi ạ. Ồ giờ lạnh á. Chú anh con cứ rủ chị đi mà tập. Em mê môn nó lắm. Chị đi một lần đất đau quá. Ủa mà đập cái gì? Đập cái gì? Tức là đập cái vợt xuống cái đất. Xong là nó cái lực ấy nó đập ngược lại thì nó làm cho cái tay này của mình này bị trật. Chỗ nó đau, đau mất bao nhiêu thời gian phải đi bệnh viện. Nhưng mà bác sĩ cho uống thuốc. Chị phải đứng xa, chị đứng gần quá mà chị bị đập. Chính là do cái mắt của chị nó cũng không tốt. Không mắt nó nhìn tức là chị nhìn tưởng xa quá ra mình đập gần. Mà lúc mà chị đi đánh mà chị có lớp học thầy không? Có nhưng mà là cũng là cẩn thận đấy, nhưng mà chị nghĩ là cần bị. Ồ là mất sai. Ok, bye nha. Rồi. Ôi, học trò dân chơi quá, học trò sành điệu quá nha. Bây giờ để hỏi cái quả xe này bao nhiêu tiền này? Dạ. Xe này trị giá nhiêu? Dạ, em mua 300 chị. Bao nhiêu? 300 ạ. 300 ngàn hả? Wow! Chiếc này 300 ngàn đô. Dạ.
Trời ơi, nó mà 300.000 đô, trời về Việt Nam là gần cả 1 triệu đô chiếc này hả trời. Trời ơi Ngọc Anh ơi, học trò này là dân chơi thức thiệt rồi. Thôi cố gắng học, học hát cho thiệt hay nha. Rồi bán cái xe này lấy 300.000 đầu tư làm ca sĩ đảm bảo nổi tiếng liền luôn. Nghe lời tôi đi. Ôi giời ơi, bây giờ thì đến cái cảnh mà Ngọc Anh chăm chó nha cả nhà. Đấy, bà Ngọc Anh bà mê chó lắm luôn ấy. Bye nha. Bye nha em. Ôi bà chó kìa. Trời ở Mỹ mùa này đang bắt đầu trở lạnh đó mọi người. Nên là ai đi ra đường phải mặc áo lạnh không thì bệnh chết luôn á. Sao mỗi lần đi ra chăm chó này cho bà chơi bông trong vòng bao nhiêu phút? Cho nó khoảng 5 phút. Thế nếu mà nó mà ị ra đây á là mình phải pick up, mình phải mình phải lấy liền. Là mình phải hốt đi mình gì? Mình hốt liền. Ôi chăm bà này có cực như là chăm con không Ngọc Anh? Không cực lắm. Vậy hả? Nhưng mà mình phải enjoy cái cực đó, mình phải Ngọc Anh á mọi người, thương chó dữ lắm. Trời ơi cưng chó mà nổi tiếng trong giới showbiz luôn, ai cũng biết luôn á. Mê chó mà xa nó vài ngày khóc lên khóc xuống làm các kiểu. Bây giờ trong cái điện thoại bà hả là hình con thì ít mà hình chó thì nhiều. Đó. Học sinh của học trò của Ngọc Anh đã free chip 300.000 đô đi rồi. Cái chiếc xe đấy. Sao đắt nhỉ? Ôi mà cái xe mấy cái xe kiểu hai cửa mà gầm gầm thấp kiểu đó là ngang ngồi nha, thấy ngợp lắm nha. Mà đi đâu nó cũng gây ồn ào ấy đó hả? Ừ, ai biết. Nhưng mà nó ồn ào là tại vì trị giá nó cao quá, nó phải ồn ào người ta mới biết cái giá trị xe chứ. Ôi giời ơi, ôi trời ơi. Rồi, rồi xong luôn. Bà vừa ị một bãi luôn. Kệ. Không sao. Để cho người ta biết là nó ị vào vườn người ta. Bây giờ bà phải về bà lấy và hốt ngay. Ôi giời ơi là giời. Yêu thế. Lạnh chứ. Nữa còn đái nữa. Trời ơi mày ị xong rồi mày còn đái chỗ khác thì tao sợ mày quá. Trời ơi rồi còn bưới đất nữa. Chỗ tôi sợ con chó này quá bà Ngọc Anh ơi. Nam ảnh đời tôi quá. Mà sao bà cưng nó cái gì đây không biết đi. Trời ơi rồi hít hửi rồi đái nữa kìa. Làm gì vậy chị? Chị chó. Tại vì ngày xưa ấy, cái trong nhà này có hai con chó. À bà qua đây là bà đi tìm bạn. Nó cứ hay đái với nhau cùng một chỗ ấy. Nó ngửi thấy đó nữa đái nữa kìa. Trời ơi đái nữa kìa. Chó đái hàng rào nữa kìa mọi người. À vậy hả? Trời ơi nhưng mà cái con chó này là chó cái hay chó đực ta? Chó đực mới kiến. Thiến hả? À? Nhưng mà bả có gieo giống lần nào không? Vậy hả? Là bả còn trinh nguyên đó hả? Về đi con, cho mẹ mày đi hot kít của mày đấy. Đi sư bố chào ông. Ông cứ đái ỉa lung tung ra nhưng mà thôi. Nhưng mà thôi vậy cũng được. Chứ nó ỉ trong nhà mình mới mệt á. Nữa hóng cái gì nữa vậy chị Bảy? Trong nhà thì phải có tẩy trùng, mấy cái thứ để tẩy trùng nữa. Đấy, ca sĩ nổi tiếng chăm chó đấy, vừa phải đi ra hốt phân chó đấy. Rồi xong Ngọc Anh bảo là đã thương nó rồi phải chấp nhận thôi. Thương thế luôn đấy. Ôi giời Bobby ơi, mày hành hạ mẹ mày quá. Mẹ mày dù sao cũng là ngôi sao nổi tiếng mà, tại sao mày hành hạ mẹ mày thế hả? Tại sao mày không biết đi vào toilet mày tự mày đái mày ỉa đi? Mày lại bắt mẹ mày mỗi ngày phải đưa đi ra đường, xong rồi cho mày ị, xong rồi lại hót phân của mày. Đấy, tao nói mày có nghe hay không mà tại sao mày dửng dưng với tao thế hả? Con Bobby kia. Con Bobby! Một ngày nó ị mấy lần? Trung bình một lần, một lần. Một lần à? Cũng được. Cả nhà ơi, đây là cái bàn làm việc của đây Ngọc là, Anh đó. Đây là ngôi nhà Ngọc Anh Studio của tôi đây. Đấy, ngôi nhà này mới xây dựng thôi. Eo ơi, cũng đầu tư chứ bộ. Ừ. Có nguyên cái đèn tròn khủng khiếp bộ. Này, anh John vừa mua tặng tôi cái máy này. Eo ơi, Apple luôn. Yeah. Không, nhưng mà máy Apple cũng khó xài lắm. Nhưng mà nó đựng được nhiều thứ và tôi edit được. Thế bây giờ sao? Tôi cần bà vào đây. Vào đây để bà làm một nhân vật giúp tôi trong hôm nay là vì cái giọng của bà ấy
nó cứ lanh lảnh ra, nó vang. Tôi cần bà cho tôi một ví dụ cho học sinh của tôi là giọng của bà rất là vang. Là vang sẵn rồi, trời cho bà được cái giọng vang rồi. Mà nhưng mà tiếp qua bà lại không biết hát. Bà lại không dùng được cái vang đấy để hát. À, thì bây giờ tôi vô tôi quay được không? Ừ, bây giờ bà vô đây để bà làm cho tôi ví dụ nhá. À, tôi quay. Đây mọi người ơi, hôm nay nghe qua được giáo viên giảng âm nhạc. Bà nói đi. Ờ, là đã dạy cho Thúy Nga học hát. Với lại trên cái kênh YouTube của Thúy Nga, kênh YouTube của Ngọc Anh nha mọi người. Ngọc Anh Studio, mọi người mà muốn học hát là lên YouTube của Ngọc Anh Studio, Ngọc Anh sẽ dạy hát rất là hay nha. Bà mặc này trông khác lệch với tôi nhiều quá. Hổng vai rất mùa hè mà trông bà mùa đông thế này không được. Thôi bà lấy. Tôi lấy cho bà cái áo đi. Bà tôi lấy cho bà cái áo. Vậy hả? Cái áo, ok. Cái áo. Trời ơi, cái gì vậy? Thôi bà mặc cái này đi. Tôi mặc áo bà mà sao cam quá vậy? Cho nó sặc sỡ lên. Tôi màu đen mà màu cam. Đấy. Ok. Đi vào khách. Ok. Bà kêu tôi mặc cái áo trên lệch không có hợp. Bà đưa cho tôi cái áo cũng là một cái áo lạnh nha mọi người. Cũng là một cái áo lạnh. Nhưng mà mắt vô thấy nhiều. Ờ không, mà mặc cái áo này vô ngồi nó sáng hẳn nha. Áo này là áo thu còn áo kia áo đông. Sáng hẳn mọi người ơi. Không đẹp không? Đẹp không? Đó, trời ơi, mọi người. Tôi còn cái bó. Đây là các bạn. May tôi có cái bó hoa đằng sau ấy, bó hoa này là hôm vừa rồi đi hát người ta tặng. Okay. Đó, thấy chưa? Đây là cái văn phòng mà YouTube của Ngọc Anh mới vừa phát hành đó mọi người, là có cái đèn rất là chiếu sáng nha. Và bây giờ bắt đầu tụi em sẽ làm cái chương trình YouTube mà dạy hát của Ngọc Anh. Thì bây giờ chắc không quay nữa đâu, tại sẽ nhường vô quay cái YouTube của Ngọc Anh nha. Mọi người mà muốn coi cái gì mà tôi học cái gì thì nhớ nhảy qua kênh YouTube Ngọc Anh nha, Ngọc Anh Studio coi nha. Eo ôi trời ơi, hai mẹ, một mẹ cam, một mẹ ơi, nhìn tôi cứ như Halloween đó nhỉ. Hơi cứ như cứ như chơi bí á. Thôi bắt đầu học nha, bắt đầu quay chứ. Bây giờ là ca sĩ Ngọc Anh sẽ dắt Thúy Nga đi tham quan cái vườn mà Nga nhất, thích nhất. Eo ôi, vừa ra cái cửa, trời ơi, ổi đâu mà nó sai quá vậy Ngọc Anh. Ôi ôi, đây là nó còn rụng bớt cái đợt gió vừa rồi đấy, bà nhớ không? Vậy hả? Gió à, nó rụng bao nhiêu, thế là phải đổ đi đấy. Eo ôi, sao mà nó sai, nhưng mà ổi này ngon không Ngọc Anh? Ờ, có quả ngon, có quả không ngon. Vậy hả? Không ngon đều kỳ lại á. Ủa, nhưng mà là ổi này rụng đỏ hay rụng gì? Nhìn thương không kìa, gãy rồi. Ôi trời ơi, tôi phải trào lên tôi. Vậy hả? Tôi làm đó. Nhưng mà cái ổi này là xá lị ruột đỏ hay là không, ổi này ổi bình thường nhưng mà ngon, chứ tôi lại không thích xá lị. Ê chỗ có cái trái ổi nè cả nhà. Ê ôi chỗ nó to như là cái mặt của tôi luôn mọi người ơi. Trời ơi, đã gì chơi. Ôi trời ơi, ổi sai quá Ngọc Anh ơi. Ăn nữa mà bà lấy ăn thử đi. Ừ, tí nữa bà hái, bà bứt ngay cho tôi vài quả. To kìa bà kìa. Nhưng mà bây giờ có cái cây để bà chọt lên không? Bà có cái cây chọt lên không? Ăn nữa mình phải lấy cái thang. Vậy hả? Ừ. Này, cái giọng bụng này của tôi mà ăn được mấy bữa rồi đấy. Người Nam gọi là bà Hà đúng không? Ờ. Tôi ăn được mấy trận rồi đấy. Trời, bé tí này mà bà ăn cái gì bà? Cứ cắt ấy là nó lại lên, cứ cắt là nó lại lên. À vậy hả? Nhưng mà nó dễ mọc đúng không? Dễ. Đúng là nhà Việt Nam nè mọi người. Trời ơi. Mới bắt đầu tập trồng đấy chứ, mới tập trồng cái đợt mùa Covid vừa rồi. Thế hả? Tía tô nè. Anh John mê tía tô lắm. Rồi, anh cái này là tía tô. Ủa Mỹ mà cũng mê tía tô nữa hả? Ừ, mê lắm. Rồi mồng tơi nè mọi người. Ớt mồng tơi bắt đầu trời lạnh nó queo lại rồi, nó không mê nữa. Bồ ngót nè mọi người. Còn cái này là cái gì? Cũng tía tô luôn tía hả? Tía tô với canh giới. Tía tô canh giới hả? Có hai mấy trái ớt thì. Ờ, eo ơi, hình như là đây là cây chanh dây phải không hay là chanh không, thường vậy? Chanh thường. Đây chanh á là sáng nào ra phải lượm vì nó cứ rụng dưới đất. Eo nhiều ơi. Quá. Nó giống cây chanh nhà tôi đó. Chanh này chanh ta nè. Chanh ta đấy. Ê mà cái lá này mình ăn với thịt gà đồ được không ta? Tuyệt vời. Ồ vậy hả? Ừ. Tôi tưởng là cái chanh ăn thịt gà là riêng chứ bà. Cái chanh này đúng là mùi chanh ta luôn, ăn những cái món Việt Nam nó hợp này. Thì chanh mình mua trong chợ Mỹ ấy, thì là ăn với món ta không có hợp. Ừ. Rồi mọi người ơi, cái cây chanh nhà Ngọc Anh nó sai quả mà cái trái nó là chanh ta nha. Cái lá chanh này là ăn được thịt gà. 99% không có hột. Ê, bà có làm chanh muối không? Chưa làm bao giờ. Nhưng mà nên làm đi. Bà mang đi cho thôi. Eo ơi, tôi thích cái cây chanh á thì tại nó giống nhà tôi nhưng mà tôi khoái cây ổi này là chính cái này. Trời ơi, cây ổi kìa mọi người ơi. Bà phải cẩn thận nhé, đi qua đây chỗ này phải cẩn thận nhé. Vì sao? Nó cũng ấy nữa hả? Ừ. Ôi trời ơi, một cục phân chó đây. Ê, rồi. Mấy cái bà quay kì, trời ơi. Bà
sai để mọi người nhớ ai còn đang không sao. Cái gì á? Là mới mua được khoảng một tháng à? Hay là tháng rưỡi gì đấy? Măng cầu phải không? Cây na. Ô, cây na mắt bé na, gì? Na vịt à, na bắc ấy, na. Ừ. Ừ. Này. Nhưng mà na thì Florida mới trồng được chứ ở mình đâu trồng được đâu Ngọc Anh. Thì đang thử nè. Ừ, thì bà cứ thử đi. Cái này 200 đô đó. Eo ơi, bé tí mà 200 đô hả? Ừ. Nhưng mà na thì là ở Mỹ là khó. Mê na quá mà không biết con. Ở vùng này là khó trồng lắm. Nhưng mà cứ hy vọng đi. Thì tuyệt vời rồi. Eo ơi. Ôi dồi ôi, cả nhà ơi, cây cam nhà Ngọc Anh này. Trời ơi, trái nó nhiều quá Ngọc Anh ơi. Đây là bắt đầu nó mất mùa rồi và đến đây khoảng 3 tháng trước thì thôi. Trời ơi, nhưng mà cam này ngọt hay chua vậy? Ngọt ngon lắm bà ơi. Vậy hả? Nó tầm đến đây tụi nó hái về ăn không à? Vậy hả? Con ngọt mới cắt có. Trời ơi, còn có nguyên cái chuồng chim hả? Có chim không vậy? Không. Không phải không? Trời ơi, mọi người ơi, nghe khoái cây cam này quá nữa nè. Chim buổi sáng đây nó đến nó hót, yêu lắm. Vậy hả? Eo ơi, trời ơi, cây cam này mọi người. Trời ơi, trái kìa. Vàng ở trên này nè. Ôi quá trời quá đất luôn. Trời ơi, cả nhà ơi, cây cam của nhà Ngọc Anh này, ca sĩ Ngọc Anh ấy hát hay bây giờ nhờ là cái cây cam này. Sáng nào bà cũng uống cho cả lít nước cam ra, chả chắc gì giọng quá hay là phải rồi. Đó, quay này mới thấy nè. Eo ơi, cam nó sai dễ sợ Ngọc Anh. Nhiều ha. Đúng là Cali là xứ sở của cam á mọi người. Còn cái cây bên kia là nhà hàng xóm nha, không phải nhà Ngọc Anh. Cái gì vậy? Ủa, thùng rác đó là chị để đó thôi chứ không có xài hả? Tại được. Vì bố mẹ tôi bây giờ không ở đây nữa cho nên là nó. Ừ, siêng năng chưa? Ngôi sao chứ về nhà phải làm lụng hết đấy cả nhà. Cứ như con Oxin ấy. Làm hết. Everything phải không? Everything. Đây, mọi người ơi, trước mặt nha. Trời ơi, Ngọc Anh đứng gấp y nguyên gì đi. Nắng đẹp quá. Nắng ở đâu? Đấy, nắng ngay tóc bà đấy. Nhưng mà thôi, cứ vào đi. Trời ơi, bưởi kìa. Nhìn ở phía dưới này. Trời ơi, mọi người. Trời ơi, wow. Trời ơi, bưởi đó mọi người. Trời ơi, vậy là Tết nhà bà đâu phải đi mua bưởi đâu. Trời ơi, bưởi ở đây mắc lắm mọi người ơi. Mà hả? Bà nhìn cái chùm này kìa. Eo ơi, thích quá, thích quá. Chùm này hả? Ôi. Bưởi này là bưởi ngọt hay là bưởi chua ta? Bưởi này bưởi rơm rốt mà nhiều nước lắm. Ừ. Rất là nhiều nước. Chứ mà nó bà có chăm phân nhưng mà sao nó tươi dữ Ngọc Anh? Chăm cái gì cả. Vậy mà cái phía đằng này còn có cái thời gian tôi còn không ra cơ. Tôi ít khi tôi ra lắm. Eo ơi. Mỗi một ngày ra nhưng thấy cây nhà mình xong rồi nó nhiều quả mà đến không ngờ luôn. Trời ơi, thích nhỉ? Bà ơi bà, chui vào đây bà. Đâu? Chỗ nào đâu? Ở bên trong ấy. Nhìn này. Đâu? Trời ơi, eo ơi. Trời ơi, đảo quá mọi người ơi. Trời ơi. Ở bên trong nữa cơ. Trời ơi, nó trốn ở trong này, nó mọc nữa mọi người. Trời ơi, cái gì mà nhiều quá vậy? Ôi chết, chết trời Ngọc Anh ơi. Trời ơi, cái cây bưởi này chắc 200 quả cơ bà. Bà không ngờ đúng không? Ừ, sao mà nó sai dữ vậy ta? Trời ơi, cái bưởi đã thì hương luôn đi. Thật đó chứ. Mà cứ quanh năm suốt tháng vậy hay nó chỉ có mùa thôi ta? Ờ, đâu nó có mùa chứ. Thích quá. Ê, bây giờ tôi muốn hái hai trái và tôi cúng ban thờ Phật có được không ta? Hái được. Bây giờ mới là kiếm cái để tôi lấy cái loại chuyên cắt trái cây ấy. Ừ. Bây giờ bà chọn quả nào to to bà. Ừ không, bà cứ chọn đi, bà nhìn theo kiểu của bà biết quả nào chín bà hái cho tôi. Non quá. Thì đó, có thì hái không có thôi. Chứ nghe cũng sợ nó non quá về chân mình ăn không được thì cũng phí lắm. Ê, trời ơi, cái quả này nè. Có, đó nghe thấy cái quả bên này nè. Ừ. Tay phải ấy. Màu vàng á hả? Ừ, không biết nó chín chưa ta. Tất nhiên là chưa chín đâu, nhưng mà bà đó, muốn nó vẫn chưa chín hả? Muốn trông cho đẹp thì cũng được. Trông cho đẹp cũng được. Ôi. Mấy hôm trước ý, tại vì là phải quét dọn chỗ này, mở cửa này. Ừ. Mà cứ tính là hay là cắt đi nhưng mà thấy thương quá. Thôi, đừng có cắt. Trời ơi. Tại vì nó không cắt á. Ngọc Anh biết một cái cây bưởi này ở ngoài nó bán rồi, nếu mà cây này của Ngọc Anh là bán cả ngàn đô đó. Không có giỡn chơi đâu. Cũng 500-700 đô á. Hồi mà... mình mua ấy, nó còn nhỏ như này này. À. Nhỏ thôi. Ừ. Mình mua đấy là nó khoảng 80 đô à. Ừ. Mà bây giờ trồng bao nhiêu năm nó lên được vậy ta? 8 năm. Eo ơi, 8 năm mà nó to vậy luôn hả? Ừ. Trời ơi, thương thật chứ. Anh ơi, giờ tôi hướng dẫn cho bà một cái vlog rất là dễ thương. Đợt nào mà cái bưởi bà đó, trái mà nó chín á, bà ra đây bà hái cái bưởi bà ăn, bà review ngay tại chỗ luôn. Rồi, người ta sẽ rất là... Anh có một cái
cái là miệng ăn ấy. Ừ, ngon lắm. Ăn thì... cái miệng mọi người nhìn nói là miệng mình nhìn ăn ngon lắm. Thì đấy bởi mà vậy. Chưa bao giờ dám quay cả. Lúc nào quay thử cái miệng mình ăn xem sao. Ở bên Mỹ này có một cái chị gì á, chỉ là chỉ review ăn trái cây thôi bà. Mỗi lần mà chị ăn trời cái gì chưa xem. Mấy triệu người coi luôn. Oh my God. Ừ, bà ăn cái gì đó, chị đó, chị tên Vinh hay Vĩnh hay gì người đó. Người Việt Nam mình luôn. Người Việt Nam mình luôn. Mà chị cứ vô vườn, chị hái trái cây, chị ăn thôi. Mà một lần một cái vlog của bà là mấy triệu view luôn. Thích lắm. Nhưng nếu mà ăn uống mà đồ mặn á thì tôi ngại. Nhưng mà nếu mà ăn trái cây tôi cũng thích nha. Trời ơi, thích quá mọi người ơi. Ôi, nói chung nó còn xanh lắm. Cũng tính hái đó, nhưng mà Nga không hái đâu. Hẹn lại khi nào chín đi. Nếu nó chín đi, Nga chạy qua Nga lấy. Nhưng mà rất là thích nha. Ở Mỹ mấy hôm trước ấy có mua ốc. Mua ốc ở chợ về thì lấy lá bưởi cho vào. Ôi dồi ôi, thơm lắm nhỉ. Ngon lắm. Vậy hả? Mình mua ốc hương hay ốc gì ta? Ốc hương. Ừ. Trời ơi ngon quá. Tại vì á, mình lấy cái mấy cái lá già già ấy. Chứ lấy lá non ấy thì nó nhũ. Mọi người biết không? Ở Mỹ đó, cái khí hậu cái ở tiểu bang Cali này rất là ok, nên là ai trồng cây mà có tay trồng cái là cây quả ra rất là nhiều. Hôm nay thật sự là Nga bất ngờ, không nghĩ là cái cây bưởi nhà Ngọc Anh mùa này thật sự là hết mùa rồi. Nga ra chợ Nga mua bưởi để cúng là đâu có bưởi đâu. Mà nhà Ngọc Anh bưởi nó nhiều này mà. Quá trời. Lâu 19 đấy. Cái này thôi chứ cũng phải cả Tết. Ừ. Ê, Tết này mà bà bưng đi bán nhiều tiền lắm. Một quả bưởi này cả Tết đó là 8-9 đô một quả đấy. Ừ. Không có rẻ đâu. Tôi chưa bao giờ phải mua bưởi. Tại vì tôi hay mua đồ cúng nên tôi rành giá lắm. Thôi bây giờ mình đi ra mình hái ổi ăn đi nha. Hái ổi vào nhà ăn đi. Đường cái vườn cỏ nhà Ngọc Anh đi vào có những cái ô tròn gạch rất là xinh xắn. Cái ô tròn này là tôi mua đó. Đã xong bà tự thiết kế hả? Ừ. Eo ơi nhìn cưng nhỉ. Tôi là bố tôi mua xong. Tại vì lúc đó tôi mua với mục đích là để từ dưới chỗ thằng Khang nó ở đi lên chỗ nhà tôi cho nó dễ. Nhưng mà tôi không muốn nó dẫm vào cỏ. À vậy hả? Yêu con đó. Thằng Khang thôi. À Khang yêu em chứ. Bà này thì yêu bố, yêu mẹ, yêu em, yêu con, yêu chồng, yêu chó, kiểu cái gì cũng yêu hết đó. Sống tình cảm lắm luôn. Thì nó cũng chưa được lộng lẫy lắm cái vườn của tôi không? Không, vậy là được rồi. Ok. Quá ok, okay rồi. Hy vọng khán giả của bà Inju. Cái quả mà xanh ấy thì chua lắm, đừng ăn. Đúng rồi, chỉ còn hái mấy quả chín nhưng mà hái thấp thấp này đừng ăn, khỏi leo đi. Chỗ nó nhiều cái này cơ mà. Có những quả vừa đụng cái là nó rụng ấy thì là ngon lắm. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, bưởi mà nó ngay á, quên là ổi mà nó ngay tầm tay luôn quý vị, sướng cái sợ không? Thích thật chứ. Nhưng mà hôm tới khi nào mà hết hạ ăn hết cây này á là chắc phải chặt phăng luôn. Ủa vì sao vậy? Là bởi vì á nó bị nặng quá, nó chịu hết xuống rồi. Không, mà thường ổi là nó triểu vậy đó. Bây giờ Ngọc Anh khắc phục thôi chứ còn bây giờ chắc phải cắt cái cành đó đó, nghe nghĩ là đúng cắt rồi, cái cành này vẫn cắt này. Rồi nó lại mọc ra mà. Rồi mình sẽ uốn để cho nó mọc ở phía này. Đúng không? Đó, coi như là cái cành ổi này nè. Phải cắt phăng không, đi đúng không? Nó bị gãy, nó bị gãy đây này, nhìn này. Cái bộ gãy này. Ừ, thế mà cái nó vẫn gãy nguyên một cái này rồi này. Nhưng mà nó vẫn ra trái đó. Nó vẫn ra trái đó. Thôi được nhà rồi. Nhà Việt Nam bà có cái ổi không đấy, tôi cứ tưởng bà ở bên này. Không, cái ổi đó ở Việt Nam. Nó cũng bé bé mà nó nhiều trái lắm Ngọc Anh. Ừ, tôi thấy cái đấy cái là làm ở đất. Thôi được rồi, hai quả được rồi bà ơi. Thôi bà vào ăn đi. Không ăn gì mình ăn ổi cho nó bao tử nó kêu cho vui. Thôi. Đó. Khán giả của fan của Ngọc Anh với lại fan của Thúy Nga nhớ xem nha. Tụi Nga vô enjoy ăn ổi. Tôi làm này nhá. Riêng tôi rửa một nước ở máy rồi nhá. Hai nước ở máy rồi. Bao giờ tôi phải tráng bằng cái nước lọc nữa cơ. Ta gần đấy phải không? Rồi bà kỹ với Ngọc Anh ơi. Tại vì á, kể cả rửa rau ở nhà, mọi người ăn uống đến ăn đến rau sống của tôi phải rửa rồi. Nước đen đen nữa cơ. Trời ơi. Nhà của anh hiện tại đang nấu thuốc bắc đó mọi người. Trời ơi, thuốc bắc mà nó vô nhà mà nó thơm. Thơm ngào ngạt luôn. Ngửi thấy mê luôn á. Qua nhà chơi bạn quý hóa lắm mới hái cho bao quả ổi ăn đấy. Hôm nay thì là không ăn gì chỉ ăn ổi thôi, nhưng mà Ngọc Anh có hỏi là Nga ăn ngang cơm không, Ngọc Anh sẽ lấy cơm cho Nga ăn nhưng mà Nga sẽ không ăn đâu. À có canh chua, cá hồi.
Nhưng mà thôi không ăn nha. Tôi không ăn. Tôi đang béo, tôi không ăn. Còn cái này là gì? Đây. Tôi chở bóc ra sẵn rồi, con tôi nó mới ăn cơm. Đây là quả quýt. Nó chả chịu bóc vào rồi. Trời ơi, là phải bóc sẵn như vậy nó mới ăn. Ủa mà Ngọc Anh này bà cưng con mà tôi lại luôn trời. Quýt là phải bóc như vậy thì con trai mới ăn, còn nếu không bóc là nó cũng chẳng biết đây là quả quýt nữa. Em rất sợ cảnh này nha chị Ngọc Anh, nên con em bây giờ em bắt làm mọi thứ. Con nghe bây giờ là nó biết phụ lau nhà nha. Nó biết vo gạo nấu cơm. Không, nó cũng lười lắm. Nhưng mà mình phải dạy nó Ngọc Anh ơi. Không dạy mai mốt mình khổ lắm. Con trai nó khác. Giá như ước gì tôi cũng nghĩ được như bà. Thì đấy, bà cứ gì cũng cứ làm sẵn bởi vậy. Hư hết cả nút. Nhưng mà Kiều nói đó, con Ngọc Anh á, nó nuôi chó là chó hư. Nuôi con là con hư. Chiều chồng là chồng hư. Nhưng mà thực sự ra nghe thấy là một cái mẫu người phụ nữ mà đảm đang mà siêng năng mà yêu chồng con Ngọc Anh là thực sự rất là hiếm luôn á. Mà với cái cương vị Ngọc Anh lại là một ngôi sao đó quý vị. Kiều nói đúng với ta. Ừ. Nói như là cái này. Ừ, là một ngôi sao như là mình đi ra ngoài đường mình về phải được chồng con lo lắng mọi thứ, nhưng mà không, Ngọc Anh về là làm hết. Mỗi lần mà đi xô với bà hả, bà đi từ xa là bà điều khiển cả gia đình. Anh ơi, lấy cái nồi ra, hâm đồ ăn, múc ra như thế này nhá, ăn như thế này nhá, ăn xong rồi phải rửa như thế này nhá. Còn nhiều lúc không rửa luôn, cứ để đấy, em về, em đi xô về, em rửa cho anh. Đấy, các kiểu vậy, khổ lắm. Đây là một mẫu phụ nữ Việt Nam mà đảm đang. Không, cái mẫu phụ nữ này nhiều người họ không chịu đâu. Không nên như thế. Không, phụ nữ thì không thích như thế, đàn ông người ta thích phụ nữ vậy. Không biết, nhưng mà nói chung là nên tự nhiên có một bà vợ suốt ngày cứ hầu hạ phục dịch gì người ta thích chứ Ngọc Anh. Tôi thì cũng không mong đàn ông chiều tôi. Tôi không thích đàn ông phục vụ tôi nhiều quá, tại vì cái tính tôi tự lập quen rồi. Nhưng mà để chiều chuộng đàn ông thì là tôi lại không có cái tính đó. Cái gì chiều đúng thì tôi chiều, còn không đúng tôi không chiều đâu. Ngon. Có muối ớt không? Bà có thêm muối ớt không? Có chứ. Ôi, ngon quá Ngọc Anh. Ngon ha. Ổi nhà Ngọc Anh á, chua chua. Thanh thanh nhung dốt nữa. Trông nhìn chứ xinh mà. Muối này thì không ngon nha. Ôi, muối kia hết rồi. Phải cho ăn muối ấy cơ. Hết rồi. Vừa rồi ở Việt Nam gửi qua thôi một hũ to đùng, thế mà ăn kinh khủng. Là muối tôm ấy. Right? Muối tôm mình. Thôi, ăn tạm vậy. Ngon. Nhưng mà muối tôm có nhiều mì chính lắm đấy nha. Ủa ngày Ngọc ăn quá ngon mọi người. Ngon xuất sắc luôn á. Ủa ngon. Mình đang quay cảnh ăn đấy. Dễ hả? Ăn sao đâu. Mình đừng ăn gì nhồm nhoàm thôi. Ăn trái cây các kiểu cái gì vậy? Bà chó ba mới quăng cái gì của bà kìa. Hy vọng quả thứ hai cũng ngon nhé. Tôi nghĩ là YouTube ấy quay cảnh ăn được. Okay. Nhưng mà Facebook ấy nó vẻ nó nhạy cảm hơn. Tại vì Facebook ấy cảm giác là quay ăn nó thật sự á, mình là nghệ sĩ mình ngại quay cảnh ăn. Người ngoài ta quay cảnh ăn thì rất là hot. Mình đó thì bị ngại. Chứ mình mà quay còn hot nữa, vấn đề là mình không thôi. Mình ngại lắm Ngọc Anh. Thật sự ra những cái gì mà ăn uống không bao giờ ăn uống gì đâu tôi. Tôi chỉ có ăn là ăn chơi, ví dụ trong livestream tôi chơi chút xíu thôi, chứ còn nếu mà quay cảnh ăn thì tự nhiên tôi thấy tôi thích kỳ. Ví dụ giỡn hết cỡ nào, lầy lội cỡ nào tôi ok. Mà ăn là nghệ sĩ mà kêu quay cảnh ăn trên YouTube á là hầu như đa phần là ngại hết nha mọi người. Ai cũng ngại hết trơn. Mà trong khi mình coi những cái YouTube mà bơ mà họ làm về ăn á, ăn trái cây, ăn đồ, trời coi thấy mê dễ sợ. Bản thân mình coi mình ăn mình còn thấy họ ăn mình còn thèm á. Thấy thèm á. Tôi mà quay cảnh nghiện mồm ăn thì thôi rồi đấy. Là đã đúng không? Đã lắm. Mai mốt nhớ quay nha. Ngứa đó. Nhưng mà mình mà quay á, mình phải có nghệ thuật cơ. Ăn uống là phải có nghệ thuật. Làm sao mà mình để mình thật ra mình kích thích những cái người mà người ta ăn không ăn ngon ấy. Người ta nhìn mình để người ta ăn thấy ngon hơn. Cái mục đích là như vậy, phải không? Đúng rồi. Nhiều người ta không ăn ngon miệng đâu. Con Tavi ơi.
Bobby, chắc là ông đưa thuốc đấy. Ôi, có hơi người là bà chủ anh nói gì đó hả? Nhưng mà nó báo động cho mình biết có người đưa thuốc cũng được. Ngon nhỉ? Ờ, ngon quá. Ngon phải không? Còn này ngon, còn này cũng ngon. À, cả nhà ơi, hôm nay thì là Nga đi qua nhà Ngọc Anh để mà được Ngọc Anh huấn luyện cho về cách hát và để làm sao để cho có một cái giọng hát hay. Thì Ngọc Anh không phải dạy Nga, nhưng mà Ngọc Anh mượn cái giọng nói của Nga sang sảng để mà truyền đạt kinh nghiệm cho mọi người. Làm ví dụ thôi, mượn Nga làm cái con ví dụ thôi, chứ không phải là dạy dỗ gì đâu. Nhưng mà là vô tình thì là đó, cũng là vô là lúc mà Ngọc Anh đang dạy học trò nè, rồi cũng khám phá được ngôi vườn của Ngọc Anh nè, rồi lại ăn ổi nè. Hôm nay thì không có ăn mặn nha. Nói chung là vì cũng thương quý nhau. Ừ. Ở bên này chẳng gọi là bạn bè trong nghệ sĩ với nhau á, thân thiết được với nhau cũng không phải là nhiều đúng không? Nãy giờ tôi có lỗi quá. Tôi đi ra vườn tôi đeo mắt kính, tôi vô tới đây trời tối tôi vẫn đeo mắt kính luôn. Nữ hoàng mắt kính. Quên đó, nhiều lúc quên luôn vậy đó. Thôi nhưng mà giờ gần clip out rồi mới phát hiện ra, cũng trễ quá rồi. Mà cũng tháo ra chút xíu đi. Nói chung là Nga Ngọc Anh là một đôi bạn rất là thân thiết với nhau ở đây bao nhiêu năm trời. Mà Nga thích Ngọc Anh là ở chỗ là Ngọc Anh là rất là thích nấu ăn, mời bạn bè mà nấu món nào cũng ngon hết trơn á. Hôm nay thì không có ăn, nhưng mà bữa nào Nga có ăn trực Nga sẽ quay cho mọi người coi nha. Ngọc Anh là nấu ăn là giỏi nhất cái bonsa này, về là những cái món ăn vừa Trung mà vừa Bắc hơn Ngọc Anh không? Nấu, bạn đừng nói chữ nó giỏi nhất. Không bao giờ được dùng chữ nhất. Giỏi vừa. Không, mỗi người giỏi theo một kiểu á. Nhưng mà nhưng theo Nga không bao giờ nghĩ ra là mình nhất. Không, Nga không nói là nhất, mà giống như là trong mắt Nga đó. Cái bài thử nói là rất là ngon. À rất là ngon, very good, khiêm tốn nhỉ. Cái ổi này nó cũng lại khác nhỉ. Cái khác là cái kia thì nó thanh thanh chua chua, còn cái này ngọt ngọt. Ủa mà sao? Nó giòn giòn hơn. Ủa sao trái ổi bà nó cũng loạn tính vậy? Cái này trái kia là sao vậy? Còn có một quả nhá, mở ra không có tí hột nào luôn. Em ơi, không có một miếng hột nào luôn. Ngay qua nhà anh ăn ổi ngon quá mọi người. Thôi tôi hứa là hôm nào mà tôi có nấu lại món gì Bắc nữa tôi sẽ gọi bà qua. Không sao, hôm nay tôi qua đây mẹ bà dạy cho tôi biết cách mở lồng ngực ra sao rồi. Nâng giọng từ dưới bụng lên là chỗ tôi mừng muốn chết rồi này. Phải cảm ơn bà chứ, ăn uống là tôi phải đãi bà chứ. Nhưng mà Ngọc Anh thì thích đãi mọi người, chứ không có thích cho bạn bè đãi đâu. Ngọc Anh nấu ăn tốt nên là cứ thích nấu ở nhà mời mọi người không. Cái miếng ổi này là cái miếng ổi mới thôi ta. Đây, miếng ổi mới này. Ra miếng ổi mới coi chưa. Đúng không? Không phải mới đúng. Trời ơi, đúng rồi, nhà bà này cây ổi nó lạ kỳ thiệt luôn á. Mỗi quả một vị á Ngọc Anh. Ủa thế quả chín vừa, quả chưa chín. Eo ơi, quả này nó dở như là cái gì luôn á. Eo sao nó chua thế nè. Nó vẫn còn xanh. Ăn quả này mà ăn hết miếng là dễ bị đau tử lắm luôn á. Đang đói đừng ăn chua quá. Trời ơi. Bỏ đây vứt. Chua quá. Nhưng mà không sao. Đã khám phá được tới thử cái gì, đã được trải nghiệm thử ba quả ổi của nhà Ngọc Anh là ba hương vị khác nhau nha, giống như là Bắc Trung Nam vậy mọi người. Không có trái nào giống trái nào hết. Ba cô gái. Giống như ba cô gái Nam Trung Bắc thì cô thì ngọt ngào, cô thì thanh tao, cô thì chua lét như là Thúy Nga vậy đó trời. Ơi, em cảm ơn mọi người, cả nhà đã xem cái kênh channel của Thúy Nga. Hôm nay là Ngọc Anh đã cho Nga khám phá nhà của Ngọc Anh và cho ăn ổi nè. Ổi nhà Ngọc Anh tuyệt vời, bưởi thì còn xanh quá không dám hái. Nhưng mà đợt khác thì bưởi chín thì Nga sẽ lén lút âm thầm qua đây, lúc Ngọc Anh không có ở nhà Nga sẽ lén lút đi ra sau vườn và hái một mớ bưởi đem về nhà. Cảm ơn Ngọc Anh nha. Bye bye cả nhà. Cả nhà xem kênh YouTube của Thúy Nga, Thúy Nga Channel, nhớ subscribe kênh của Thúy Nga nha. Chúc tất cả những người hâm mộ của Thúy Nga và những khán giả trên Thúy Nga Channel được luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe. Ok, cảm ơn Ngọc Anh rất nhiều. Bye bye.